Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Mới đây thì cộng đồng fan K-pop được một fan xôn xao khi thành viên Wendy của Red Velvet bị gãy xương chậu vào cổ tay phải khi rơi từ độ cao 2m tại sân khấu âm nhạc SBS Gyeongdae Jun 2019. Và Wendy cũng không phải là idol duy nhất là nạn nhân của những tai nạn kinh hoàng khi đang trình diễn. Do rất nhiều những nguyên nhân như là vũ đạo phức tạp, điều kiện sân khấu không đảm bảo hoặc là những trục trặc kỹ thuật mà rất nhiều những idol đã phải đối mặt với những nguy cơ chấn thương để rồi phải nhập viện và có thể là hình thành những bóng ma tâm lý ám ảnh suốt cuộc đời. Thứ nhất, Wendy của Red Velvet bị gãy cổ tay, gãy xương chậu và chấn thương vùng mặt. Mới đây thì cộng đồng fan K-pop được một fan chấn động khi nghe tin Wendy của Red Velvet bị gãy cổ tay, gãy xương chậu và chấn thương vùng mặt sau khi ngã từ độ cao 2m khi đang diễn tập cho lễ hội âm nhạc SBS Gyeongdae Jun 2019. Thương tích của Wendy khiến Red Velvet phải hủy sân khấu comeback, các tiết mục tương lai cũng đang hết sức mông lung. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ quan ngại nhất là sức khỏe và khả năng hồi phục của Wendy sau sự cố này. Thứ hai, Hu Hyeon của DIA gãy chân sau khi ngã từ độ cao 2m. Năm 2016, khi DIA biểu diễn tại lễ hội Blue Star Concert, Hu Hyeon vì bất cẩn không nhìn thấy rìa sân khấu nên đã không may trượt chân, ngã thẳng từ sân khấu có độ cao 2m trong sự bàng hoàng của khán giả. Bị ngã đau nhưng Hu Hyeon vẫn giữ tinh thần làm việc chuyên nghiệp khi nhanh chóng trở lại sàn diễn, biểu diễn đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, tai nạn đã để lại hậu quả nghiêm trọng, nữ idol bị gãy chân và xây sát phần xương cụt. Dù Hu Hyeon vẫn cố an ủi fan khi chụp ảnh chiếc chân phải bó bụt của mình cùng lời hứa sẽ nhanh chóng bình phục, nhưng các fan vẫn không khỏi lo lắng cho cô cũng như sự an toàn của các nghệ sĩ khác. Thứ ba, Dae-hee của One Ok chảy máu tai đầm đìa vì trục trặc kỹ thuật. Khi còn hoạt động cùng One Ok, Dae-hee từng gặp tai nạn hy hữu với tai nghe in-ear. Khi biểu diễn tại sự kiện, chiếc in-ear của nam idol đã gặp trục trặc làm phần tai của anh chảy máu bé bét, tuôn thành từng dòng đến ướt cả áo, khiến các thành viên và người hâm mộ có mặt tại đó vô cùng hoảng hốt. Bất chấp tai nạn, Dae-hee vẫn kiên quyết nán lại sân khấu, trình diễn xong mới lui vào cánh gà sơ cứu vết thương. Dù cựu thành viên của One Ok One được khen ngợi vì tinh thần chuyên nghiệp, nhưng nhiều người vẫn không khỏi quan ngại về vấn đề kỹ thuật và sự an toàn của các thiết bị dành cho nghệ sĩ. Thứ tư, Bora, cựu thành viên của Sista ngã gãy ngón tay. Tai nạn không mong muốn này ập đến với Bora vào năm 2010. Vì trời đổ mưa trước màn biểu diễn của Sista nên sân khấu đã trở nên trơn trượt, khiến Bora ngã sấp mặt. Người xem fan cam còn thấy đau thay cho nữ ca sĩ khi xem qua video, cô đập người xuống sàn tạo nên tiếng động rất to. Dù Bora cố gắng đứng dậy ngay sau sự cố nhưng cô nhanh chóng ngồi thụp xuống, ôm tay ngay sau đó vì quá đau đớn và phải được dìu xuống sân khấu. Tai nạn đã khiến thành viên của Sista gãy ngón cái bên trái. Được biết, chấn thương này đã khiến cô phải điều trị trong vòng 3 tuần. Thứ năm, Taeyeon của SNSD ngã xuống hố từ độ cao 2m. Đã có rất nhiều idol trở thành nạn nhân của những chiếc hố trên sân khấu, nhưng có lẽ Taeyeon là người gặp sự cố nghiêm trọng nhất. Tai nạn của Taeyeon diễn ra khi cô cùng SNSD biểu diễn tại lễ trao giải Seoul Music Awards vào năm 2015. Sau khi kết thúc tiết mục, thủ lĩnh của SNSD lùi vào cánh gà, nhưng vì không để ý tới chiếc hố được mở ra do trục trặc kỹ thuật mà cô đã rơi tự do từ độ cao 2m. Theo fan cam, có thể thấy sau cú ngã của Taeyeon, các thành viên và nhân viên chương trình đã ngay lập tức vây quanh tìm cách trợ giúp nữ ca sĩ. Chấn thương của Taeyeon không quá nghiêm trọng nhưng theo fan, từ đó cô dường như bị ám ảnh, luôn tìm cách tránh mọi cái hố mỗi lần biểu diễn. Thứ 6, Seungri, cựu thành viên của Big Bang nhập viện do sặc pháo hoa. Pháo hoa là hiệu ứng được sử dụng phổ biến trên sân khấu nhưng rất nhiều idol đã gặp tai nạn không mong muốn với chúng. Seungri là trường hợp điển hình. Trong một concert cách đây khá lâu của Big Bang, Seungri bị pháo hoa bay thẳng vào mặt khi đang trình diễn say sưa khiến anh bị sặc đến nỗi gập cả người. Dù Seungri đã được sơ cứu ở cánh gà nhưng cú sốc cộng với chấn thương chân đã khiến tình trạng của nam idol tệ đi. Cuối cùng anh đã phải cấp tốc vào viện điều trị. Sự cố còn khiến từ đó về sau cựu thành viên của Big Bang trở nên ám ảnh và sợ pháo hoa. Thứ 7, Yunkei của 2PM gặp đa chấn thương vì ngã từ độ cao 3m. Đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất mà các thành viên của 2PM từng mắc phải. Cụ thể là trong concert Six Night của nhóm diễn ra vào tháng 2 năm 2017, chiếc xe chở Yunkei vòng quanh sân khấu bất ngờ bị tách ra, khiến nam idol rơi xuống đất từ độ cao 3m.
Theo những người có mặt thì một tiếng động lớn đã vang lên khi Junkae ngã, kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn của anh. Có người còn cho biết thành viên của 2PM bị chảy máu đầu. Chấn thương nghiêm trọng đã khiến Junkae phải đi cấp cứu ngay lập tức, concert của 2PM cũng bị hủy bỏ. Nam idol bị chẩn đoán là gãy khuỷu tay và ngón áp út bên phải, bong gân phần vai. Vì tai nạn này mà Junkae buộc phải tạm ngừng hoạt động để điều trị, dù 6ix9ine là concert cuối cùng trước khi các thành viên lên đường nhập ngũ. Thứ 8, Soobin của Dancebet phải khâu 16 mũi trên mặt vì sập sân khấu. Khuôn mặt là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với một idol, thế nhưng Soobin lại bị thương nghiêm trọng ở phần cơ thể này vì sự cố sân khấu kinh hoàng. Cụ thể là tại lễ hội Festival năm 2011, trong khi Dancebet đang biểu diễn say sưa thì nền sân khấu nơi Soobin đứng bị sập khiến cô rơi thẳng xuống đất. Khi ngã thì cô bị giá bắn pháo hoa bằng kim loại cứ vào mặt và môi, vì môi và mặt bị rách nghiêm trọng mà Soobin đã phải khâu đến 16 mũi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình là Top Sohan và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày.